phá thương khung phần 4 tập 35 trách nhiệm. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi đến anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh em xem video này, nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Bên trong đại sảnh yên lắng, trên đài cao Thiết Mễ Nhi đám người đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần trước mặt bàn. Cát trong hồ từ từ giảm xuống. Bầu không khí yên lặng không biết rằng có bao lâu, Thiết Mễ Nhi dần dần mở mắt ra. Liếc mắt nhìn cái đồng hồ đã giảm đi gần hơn phân nửa, thân thể giật giật, ho nhẹ một tiếng. Khi tiếng ho khan của Thiết Mễ Nhi vang lên, áo thác đám người cũng đã mở mắt ra. Trước mắt trong đại sảnh dò xét một vòng, cười nói, xem ra lần trắc nghiệm này rất là khó khăn. Đến hiện tại vẫn chưa có người đi ra. Thiết Mễ Nhi thản nhiên cười nói, người có thực lực thì muốn tận khả năng đề cao để luyện đồ thuật. Mà thực lực kém một chút thì vẫn đang cổ não nghĩ như thế nào mới có thể đem tài liệu trong thời gian quy định để luyện. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên là không có ai đi ra. Áo ta gật đầu, bưng chiến trà trước mặt nhợt nhạt nhấp một ngụm cười rồi nói, ngươi cho rằng lần này ai có thể lấy được thành tích kiệt xuất nhất? Không thể nói trước, Thiết Mễ Nhi ngón tay khô héo nhẹ nhàng điểm lên trên lưng ghế. Hơi trầm ngâm rồi nói, bất quá ta xem xét, Liễu Linh tỷ lệ hẳn là lớn nhất. Hắn thiên phú công tồi, nhiều năm như vậy, bản lãnh của cổ hà, hắn cũng học gần 3-4 phần, đủ để hắn đứng đầu so với những người cùng tuổi. Áo thác cười rồi nói, ha ha, tiểu công chúa cũng không yếu. Lấy lộ tình hoàng thất cực kỳ hùng hậu, nếu như nói lần này làng chưa chuẩn bị át chủ bài, chúng ta không ai có thể tin tưởng. Nhắc tới ái đồ, Thiết Mễ Nhi trên khuôn mặt cũng toát ra vẻ hài lòng cười rồi nói, mặc dù nàng thiên phú không tệ, bất quá về kinh nghiệm nếu so với Liễu Linh vẫn còn nhiều chỗ thua kém. Nếu như nàng vẫn không sử dụng át chủ bài mà nói, hẳn vẫn thua kém Liễu Linh một chút. Lúc này dù sao vẫn là sơ thí, cho nên tỷ lệ nàng vận dụng át chủ bài là không lớn. Vì thế, cơ hội Liễu Linh lấy được thành tích tốt nhất là lớn rồi. Áo thác cười cười, khóe mắt sư quang đảo qua bức màn chắn tiểu phòng của Tiêu Viêm. Trong lòng thở dài, không biết tiểu tử Tiêu Viêm kia có thể đoạt lấy thành tích nào. Hy vọng không quá thấp, hắn thiên phú so với Liễu Linh cùng với tiểu công chúa cũng là không yếu hơn nhiều. Như thế nào, lão áo, vẫn ôm hy vọng hay sao? Cử chỉ của áo thác rất là nhỏ, có điều vẫn không có tránh được ánh mắt của Thiết Mễ Nhĩ. Lập tức hắn bất đắc dĩ lắc đầu, một nhị phẩm luyện dược sư, cho dù luyện dược sư thiên phú có tốt, cũng khó có thể cùng với tam phẩm luyện dược sư phân tải cao thấp. Ha ha, cười cười, áo thác không cùng với Thiết Mễ Nhĩ tranh cãi, hai tay áo xuyên vào nhau, sau đó đặt ở trên đầu gối, nghiêng người ngồi trên ghế, an tĩnh cùng đợi kết quả trắc nghiệm. Nhìn thấy áo thác trầm ngâm, Thiết Mễ Nhĩ cũng không nói thêm gì, cúi đầu thở dài một tiếng, sau đó lại đem ánh mắt quét về phía đại sảnh trống rỗng, trong lòng lên xuống như là muốn đếm từng hạt cát rơi xuống. Ngay khi cát trong đồng hồ chảy xuống còn sót lại 1/4, một bức màn che khẽ động. Nhất thời trên đài cao vài đạo ánh mắt trong nháy mắt phóng ra, gắt gao nhìn chăm chú vào nơi đó. Một cánh tay từ trong bức màn vươn ra, tiếp theo lộ ra khuôn mặt một thanh niên anh tuấn, khuôn mặt hàm chứa tiểu ý âm nhu, chậm rãi đi ra. Quả nhiên là hắn. Nhìn thân hình cao cao của thanh niên kia, đám người áo thác hơi là sửng sốt. Cùng Thiết Mễ Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt thở dài lắc đầu. Cô Hà dạy đệ tử, đích xác dưới tay không thể không là nhân tài. Liễu Linh đi nhanh ra khỏi bức màn che, sau đó đứng ở trung ương đại sảnh, ngẩng đầu hướng về Thiết Mễ Nhi đám người trên cao khẽ cười. Sau đó ừ nhã hơi khom người, phong thái mang theo tiết lễ cùng với giới quý tộc. Sau khi Liễu Linh đi ra không lâu sau, một đạo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng nhanh chóng từ bức màn đi ra. Đến khi nàng nhìn thấy trong đại sảnh Liễu Linh đã đứng ở đó trước, trên dung nhan tinh xảo nhất thời lộ ra một nét thoáng thất vọng. Chậm chậm đi tới đại sảnh trung ương, lẩm bẩm rồi nói, Liễu đại ca, không nghĩ tới người tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Ha ha, tiểu công chúa cũng không chậm, Liễu Linh cười rồi nói. Hướng về phía Liễu Linh giơ bàn tay trắng như tuyết, tiểu công chúa hừ nhẹ một tiếng. Hừ, mặc dù người so với ta sớm hơn, bất quá người để luyện dược liệu, có thể nói không chừng độ thuần so với ta còn không cao hơn. Liễu Linh gật đầu mỉm cười không nói. Khi tiểu công chúa đi ra ngắn ngủi sau 2-3 phút đồng hồ, các bức màn còn lại đang an tĩnh, nhất thời giống như là lổ lên phản ứng dây chuyền. Một cái lối tiếp một cái được vén ra, từng đạo bóng người từ sau đi ra, cuối cùng đứng sừng sững ở trong đại sảnh. Trước hết từ trong màn đi ra 13 người, trên lồng ngực đều là huy chương tam phẩm luyện dược sư. Hiển nhiên bọn họ tại đề luyện cũng là hạng nhất, vượt xa nhị phẩm luyện dược sư. Sau khi 13 người xuất hiện một lúc, dưới bức màn còn lại đình chỉ động đậy. Thẳng đến 10 phần chung thời gian sau, mới có người lục tục từ phía sau rèm đi ra, những người này không thể nghi ngờ đây là cấp bậc nhị phẩm luyện dược sư. Sau khi nhị phẩm luyện dược sư nhìn thấy 13 danh tam phẩm luyện dược sư đang ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đại sảnh trung ương, đều cười khổ lắc đầu, tinh thần có chút xa sút đứng ở vị trí sắp xếp phía sau.
Hiển nhiên trải qua lần đầu tiên kiểm tra, bọn họ cũng đại khái biết được chênh lệch so với những tuyển thủ hạ sống. Theo những bức màn không ngừng động đậy, cát trong đồng hồ cũng sắp hoàn toàn hết. Thế nhưng áo thác lông mày vẫn gắt gao nhắm lại, bởi vì hiện tại Tiêu Viêm còn chưa đi ra. Bàn tay nắm chặt lưng ghế, áo thác lại trong lòng lo lắng thì thào nói: "Tiểu Gia Hỏa này đang làm cái gì? Chẳng lẽ còn chưa đè luyện xong? Khó có khả năng. Lấy thực lực của hắn, cho dù thời gian đè luyện không đuổi kịp Liễu Linh, cũng sẽ không đến lỗi chậm như vậy." Ôi, một bên Thiết Mễ Nhĩ nhìn lão Hưu đang lo lắng, không khỏi thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai của hắn coi như là an ủi. Đứng đầu đám người, Liễu Linh trên khuôn mặt nhàn nhạt lụ cười nhìn đại sảnh xung quanh, vẫn chưa phát hiện bóng dáng Tiêu Viêm ở sâu trong con người, nhất thời tuôn ra một cỗ cửa lạnh ý trầm chọc. Theo thời gian trôi qua, đại sảnh trống trải lại trở lên đông đúc, bất quá mọi người vẫn như cũ duy trì an tĩnh. Từng đạo ánh mắt, dĩ nhiên là toàn bộ là không hẹn mà cũng hướng tới chỗ bức màn che màn Tiêu Viêm tiến vào. Thẳng đến giờ phút này, người tham gia trắc nghiệm chỉ có duy nhất Tiêu Viêm còn chưa đi ra. Hạt cát trong đồng hồ cát chảy xuống ảo ảo, lông mày áo thác cơ hồ là nhíu lại thành một tuyến. Nhìn liếc mắt trên đài cao áo thác sắc mặt khác thường, tiểu công chúa nghiêng đầu hướng về Liễu Linh thấp giọng cười nói: "Ha ha, Liễu đại ca, đó là bằng hữu của ngươi, có vẻ như là rất kém cỏi." Liễu Linh ôn nhu cười rồi nói: "Ha ha, tiểu công chúa nói đùa, ta cùng với hắn chỉ là từng có duyên gặp gỡ vài lần mà thôi, còn xa mới có thể tính bằng hai chữ bằng hữu." Cũng đúng, lấy bản lĩnh cùng với ngạo khí của người, giống như vẫn chưa từng kết xa bằng hữu không có năng lực gì. Tiểu công chúa khẽ cười, lời nói thật ra có chút bén nhọn. Ngay tại hoàng thất, các loại mưu tính tranh giành mà nàng xuất thân, chỉ có làm cho nàng thấy được thực lực mới có tư cách khiến cho nàng coi là bằng hữu. Một nhị phẩm luyện dược sư còn chưa có năng lực làm cho nàng khuất thân tương giao. Liễu Linh cười gật đầu, ánh mắt lại liếc về phía bức màn vẫn không có động tĩnh. Chào phúng cười cười, rút cuồng không tiếp tục chú ý nữa, đều ánh mắt rời trở về. Trên đài cao, các trong đồng hồ đã chảy xuống hầu như là không còn. Thấy vậy, Thiết Mễ Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nghĩ tới tuyển thủ mà áo thác đề cử tới, dĩ nhiên kém đến nỗi ngay cả lần đầu kiểm tra cũng không thông qua. Thở dài một hơi, hắn đứng dậy, muốn tuyên bố chấm dứt đề luyện. Một bên áo thác cũng cảm nhận được cử động của Thiết Mễ Nhi, bất quá sắc mặt có chút khổ sở của hắn lại không có bất cứ biện pháp ngăn trở gì. Chán trường lắc đầu, dựa lưng vào ghế, mặt hướng lên trời thở dài một hơi. "Tốt lắm, ta tuyên bố thời gian, xin lỗi, ta chậm." Ngay trước khi Thiết Mễ Nhi tuyên bố đề luyện chấm dứt, thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên từ trong bức màn cuối cùng còn sót lại truyền ra. Chợt một đạo bóng đen xốc bức màn, vẻ mặt bình tĩnh từ từ đi ra. Nhìn trên đài cao đám người, Thiết Mễ Nhi hơi hạ thấp người, nghe lời nói thản nhiên bình thường, áo thác đột nhiên cúi đầu, cắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm có chút vội vàng từ trong đi ra. Tảng đá lớn treo ở trong phòng rốt cuộc đã được gỡ bỏ. Đầy hăng hái nhìn Tiêu Viêm đi ra, tiểu công chúa thấp giọng nói: "Ha ha, không nghĩ tới vào thời điểm cuối cùng còn có thể đi ra. Thật đúng là may mắn, bất quá vội vội vàng vàng hoàn thành đề luyện, sợ rằng sản phẩm cũng không được tốt." Liễu Linh híp con người liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, lãnh đạm cười rồi nói: "Đào thải kẻ yếu là chuyện rất là bình thường, đại hội cái gì cũng có thể thiếu, nhưng là không thể thiếu người thi đấu tham gia." Đứng ở trên đài cao, Thiết Mễ Nhi liếc mắt nhìn Tiêu Viêm rốt cuộc đã đi ra, nghiêng đầu nhìn áo thác thở phào một hơi, trong lòng thầm nghĩ: "Ây, tuy có thể có kịp thời gian, nhưng nhìn bộ dáng miễn cưỡng của hắn, sợ rằng thành tích sẽ không lý tưởng, đáng thương lão áo." Quay đầu sang, Thiết Mễ Nhi vỗ tay, đem ánh mắt kỳ dị trong đại sảnh đang nhìn chằm chằm Tiêu Viêm kéo lại, hò nhẹ một tiếng, trầm giọng rồi nói: "Nếu tất cả mọi người đều đã đi ra đúng lúc, như vậy liền tiếp theo bắt đầu kiểm tra kết quả sản phẩm." Vừa nói, Thiết Mễ Nhi tiến lên vài bước, đem miếng vải đen ở mỗi chỗ bình đài vén ra, nhất thời lộ ra phía trước bàn một thiết bị tinh vi lóe ra nhàn nhạt quang mang. "Đây là luyện dược sư công hội chúng ta, yêu cầu một số chú tạo sư nổi tiếng chế tạo thành thiết bị đo độ thuần. Nó có thể chuẩn xác trắc nghiệm ra độ thuần của tài liệu các ngươi để luyện ra." Thiết Mễ Nhi vuốt ve thiết bị ngầm đen, chỉ vào một hố nhỏ lõm xuống rồi nói: "Chỗ này là chỗ để tài liệu chắc." Nói xong, hắn lại chỉ vào một chỗ bên bức màn của thiết bị. Phía trên không ngừng lóe ra một ít ký tự, mà trong này là chỗ biểu hiện ra độ tinh khiết của tài liệu đã được đề luyện, cao nhất là 10 phần, thấp nhất là 1 phần, 4 phần là đủ đạt tiêu chuẩn. "Tốt lắm, hiện tại đem hắc thiết linh hiệp bọn người đề luyện ra, bỏ vào trong đó, nhớ, trước khi đề vào, các người tốt nhất là nói một tiếng các người đề luyện mấy lần. Tài liệu đề luyện, mỗi một lần đề luyện, độ khó khăn đều sẽ tăng lên vài phần. Tỷ như đề luyện hắc thiết linh hiệp, nếu là lấy thực lực của Thiết Mễ Nhĩ, cũng bất quá chỉ có thể lặp đi lặp lại để luyện 10 lần mà thôi, làm thêm lần nữa thì là làm cũng vô dụng." "Bắt đầu đi." Thiết Mễ Nhi vỗ nhẹ tay những thứ phẩm luyện dược sư đại sư có liên can, đều là từ trên ghế ngồi đứng lên, sau đó đi tới khổ chắc thí trước mặt, hơi có chút tò mò đợi khai mở thành tích. Theo Thiết Mễ Nhi dứt lời, trong đại sảnh mọi người cũng liếc nhìn nhau một cái,
Một viên tam phẩm luyện dược sư xếp hạng ngay phía trước cắn răng đi ra. Từ lạp giới lấy ra một cái bình ngọc đựng thiết mộc linh hiệp, sau đó bỏ vào trong hố lõm trên thiết bị, hướng về Thiết Mễ Nhĩ đám người kia trên cung kính nói: "Phó hội trưởng đại nhân, năng lực của ta vẻn vẹn chỉ có thể để luyện thiết mộc linh hiệp 3 lần." Thiết Mễ Nhĩ khẽ gật đầu, có thể đem thiết mộc linh hiệp tiến hành 3 lần để luyện hữu hiệu. Vậy đã xem ra như là thành tích không tồi. Dựa theo hắn ước tính, đồ thuần vị thanh niên này để ra luyện hẳn là có khoảng 5 phần. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chút đột phá thương khung phần 4 tập 35 được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.